chào mừng anh em đến với cốt Minh Trần cùng chú bé Đần Misu. Hôm nay Minh Trần đã ở đây với một cương vị mới, không chỉ là hết tờ, Minh Trần đã nâng tầm bản thân trở thành cốt, với nhiệm vụ chỉ đạo chiến thuật chửi một cách nghệ thuật và sờ gáy chú bé Misu. Nhưng có một sự sai trái đang diễn ra ở đây. Trong khi chú bé Misu cầm súp bò thản nhiên ra ăn run đáp bồ đam rồi chát mi bát thì cốt có vẻ đang bị bánh cuốn và đồng hóa. Mồm cốt đột nhiên câm như ngậm ặc, có vẻ trình độ mồm của cốt chỉ bằng 1/10 so với trình độ cào phím trăng. Và cứ thế mồm cốt tiếp tục câm như bị sai lườn sơ đấm unti vào mõm, còn chú bé Đần Misu thì tiếp tục thể hiện sự thiểu năng của mình. Ôi trời ơi! Và hình như cốt đã quên con ẹ nó luôn vai trò hết tờ của mình và ngồi cười như một con chó ngộ dưới sự ngỡ ngàng của kênh chat. Đang nhăn nhở cười như chó thì cốt gặp ngay bà chủ kênh. Do you have a dick? Trời ơi, sao mày lại ngồi cười, mày phải ngồi chửi chết đầu mờ xong luôn. Nên sao mày làm thế hôm kia, mày tử như thế, tao dạy mày chửi đi. Với kinh nghiệm hết tờ lâu năm, bà chủ đã dạy cho Minh Trần một cú pháp chửi rất mượt, rất êm tai và ấm lòng kênh chat. Và chúng ta đang có thể nói gì ở đây dạy. Cái lồn gì đang diễn ra vậy? Một hết tờ đầu má mày sầu lồn với tao đúng không? Không ăn đâu. Thuyết âm mưu ở đây là liệu Minh Trần có phải hết tờ hay không, hay chính là một fan bài trá hình? Sau khi bị nắn gân và bị bà chủ kênh tóm gáy, Minh Trần đã tiếp tục nghiệp hết tờ với một thái độ rất học hỏi. Tuy nhiên thái độ và trình độ là hai thái cực khác nhau. Đéo ngôn từ nào có thể lột tả hết sự óc chó của các cốt, lại tiếp tục ngồi im theo dõi trận đấu và bị chú bé Đần Misu bật thanh tét như tôm tươi. Ú ớ được vài từ như bị hiếp rồi tiếng cốt lại tắt dần và lịm luôn. Và thực sự Minh Trần có phải là hết tờ chân chính hay không vẫn còn là một ẩn số, chúng ta sẽ cùng nhau bới móc ở các số tiếp theo nhé. Mày nà, mày nà.